Kính thưa quý cha, quý cố, quý ông bà, anh chị em, trong buổi chiều xuân mùng 1 Tết Minh Niên, bốn anh em linh mục chúng tôi đồng tế trong thánh lễ này phải chăng muốn nói đến tứ thời bát tiết, vũ trụ vận chuyển, để rồi Thiên Chúa yêu thương đã ban tặng chúng ta một mùa xuân mới trong niềm vui hào hứng. Chúng ta họp nhau trong thánh lễ để dâng lên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha và xin phó dâng năm mới này trong tình yêu thương của Chúa, và chúng ta hân hoan bước đi trong năm mới bình an. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, cho gia đình Hòa Hưng thân yêu chúng con, và hiệp dâng thánh lễ mỗi người chúng con mang đến đây biết bao nhiêu tâm tình cầu nguyện của mỗi người, của gia đình, của giáo xứ Hòa Hưng chúng con. Xin Chúa thường đón nhận, xin Chúa chúc lành để chúng con luôn luôn cảm nhận niềm vui mà Chúa ban tặng cuộc sống cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Chúng ta nhìn nhận thân phận con người yếu hèn tội lỗi, thế nhưng chúng con dù thế nào chăng nữa, Chúa luôn yêu thương chúng con, và Chúa tìm mọi cách để dẫn đưa chúng con vào con đường của niềm vui, bình an, sự sống. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô Kitô thương xót chúng con.
vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa lên Chúa một lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mới chúng con họp nhau đây để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa mở lượng hải hà ban cho hết mọi người chúng con trong năm mới Giáp Thìn này được bình an mạnh khỏe, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, hầu đáng hưởng phúc lộc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần từ muôn thuở đến muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: phải có những vầng sáng trên vòm trời để phân rẽ ngày và đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trong vòm trời để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy, Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn. Vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Oh.
Hãy tin tưởng vào Chúa, hãy lo làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và được sống yên lành. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, người sẽ cho được vị trí toại lòng. Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa, và Chúa chính Chúa người sẽ ra tay. Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa, và Chúa chính Chúa người sẽ ra tay. Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộn đường lối mà họ dõi theo, dù họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì có Chúa người đã cầm tay. Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi. Chúa đã đến gần, anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin với tâm tình biết ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và mang lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen thì xin anh em hãy để ý. Đó là lời Chúa. Ngày lại ngày chúng con ca ngợi Chúa, mãi ngàn năm xin chúc tụng danh Ngài. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đức Giêsu dạy các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc hay sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một vài gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn mai đã quăng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cũng cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cha sở, cha phó, cha đồng tế, cùng quý ông bà cố, quý ông bà anh chị em, trong khung cảnh phụng vụ hôm nay, ngày mùng 1 đầu năm mới, mỗi chúng ta, mỗi gia đình chúng ta và cộng đoàn giáo xứ chúng ta, ngày đầu tiên đến với Chúa, thứ nhất chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn Thiên Chúa vì một năm Ngài đã ban cho chúng ta, Ngài đã gìn giữ chúng ta, Ngài đã bảo vệ, chở che chúng ta. Biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã thương ban cho chúng ta. Có những ơn chúng ta nhận ra được, nhưng cũng có những ơn lành chúng ta chưa nghiệm thấy. Thứ hai, mỗi chúng ta, mỗi gia đình, chúng ta hãy xin Chúa tiếp tục ban ơn bình an và phúc lành trong năm mới này. Những gì đã xảy ra, chúng ta tạm gác lại, tạm quên. Những điều may mắn chúng ta nhận được, chúng ta tạ ơn Chúa. Những gì chúng ta thấy chưa may mắn, những con người đã làm mất lòng chúng ta chưa hài lòng, chúng ta tạm quên, tạm gác lại. Xin tin Chúa chúc lành và thánh hóa tất cả. Kính thưa cộng đoàn, năm mới mở ra một hy vọng mới, một niềm tin tưởng mới. Và hạnh phúc của đời người là xây những gì mình làm, những gì mình xây dựng, mình được hưởng dụng. Nhưng mà quý ông bà anh chị em có nhìn thấy có một nghịch lý ở cuộc đời này là nhiều khi người ta cố gắng làm lụng, công lao vất vả, có khi lại không được hưởng dụng.
Nhiều người nông dân làm lụng cả năm, cuối cùng bán tháo bán đổ vì mất giá, vì lý do gì đó. Thương gia buôn bán cũng nhiều rủi ro, nhiều bấp bênh, nhiều mong manh. Có khi làm vất vả một năm, bị sự cố, bị trộm cắp, bị trốn nợ. Bởi đó người ta vẫn than thở với nhau rằng người tính không bằng trời tính. Vì lẽ thứ hạnh phúc và bình an mà con người cố gắng để tạo lập vẫn còn mong manh và bấp bênh lắm. Và đâu đó cho thấy con người chúng ta không phải và cũng không thể quyết định cuối cùng. Và rõ ràng kinh nghiệm cuộc đời dạy cho chúng ta một bài học đức tin là nếu không có Chúa, chúng ta cũng chẳng làm gì được, và chúng ta cũng chẳng có gì, vất vả cũng uổng công vô ích. Cho nên Thánh Vịnh 127 diễn tả thế này: ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Tàn kia mà Chúa không gìn giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công. Còn kẻ Chúa thương giàu có ngủ, người vẫn ban cho đủ tiêu dùng. Kinh Thánh cho chúng ta thấy một kinh nghiệm đáng giá về hạnh phúc con người là: hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của người. Tay bạn làm ra, bạn được ân thưởng, bạn được gặp lắm phúc nhiều may. Như thế, hạnh phúc thật sự đó là biết kính sợ Đức Chúa và ăn ở theo đường lối của Ngài. Và có lẽ ngày đầu năm, đó cũng là lời Chúa nhắc cho mỗi chúng ta. Kính sợ Chúa, cuộc đời con người chúng ta được chúc lành. Chúng ta biết kính sợ Chúa, cuộc đời của chúng ta sẽ được Thiên Chúa chúc lành. Và người ta sẽ biết được nguồn cội của mình, biết kính trên nhường dưới. Gia đình nào biết kính sợ Chúa, gia đình đó sống nề nếp có trật tự, mọi người yêu thương nhau, tôn trọng nhau, và gia đình đó chắc chắn hạnh phúc. Ăn ở theo đường lối của người là sống tin mừng, sống như Chúa và sống theo ý Chúa. Với người sống theo đường lối Chúa, người ta sẽ cư xử hiền lành, điềm đạm, từ tốn, biết đón nhận tất cả điều hài lòng cũng như sự trái ý trong bình an. Sẽ nhìn thấy Chúa và nhận ra ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời mình. Sống theo đường lối Chúa còn là sống ngay thẳng, sống công bằng, bác ái, từ tâm, không gian lận, không xảo trá, gian tà, không sống gian ác. Vì thế, kính thưa cộng đoàn, trong thánh lễ tân niên đầu năm mới hôm nay, chúng ta hãy đặt niềm tin tưởng, trông cậy vào phó tác, vào Thiên Chúa. Bởi tất cả mọi sự đều do Chúa và bởi Chúa, và đều bởi Thiên Chúa mà ra. Thánh Vịnh viết thế này: hãy ký tác đường đời cho Chúa, tin tưởng người, người sẽ ra tay. Kính chúc cộng đoàn có được hạnh phúc thật sự, hạnh phúc của một tâm hồn biết kính sợ Chúa, một tâm hồn có hạnh phúc thật sự vì ăn ở theo đường lối của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, xuân Giáp Thìn năm nay,
hình tượng con rồng trong bộ tứ linh nơi truyền thống Á Đông, vừa là biểu tượng cho thần linh hướng thượng, vừa là biểu tượng cho sức mạnh quyền uy. Ngay cả thời các vua chúa cũng từng sánh ví biểu tượng rồng cho cả con người của vua. Ví dụ, long bào là áo vua mặc, long thể là thân thể của vua, và long nhan là dung mạo của vua. Mượn hình ảnh và biểu tượng này để con xin cầu chúc cho cha sở, cha phó, quý cha đồng tế, quý sơ, quý ông bà cố, quý cộng đoàn, một năm Giáp Thìn 2024 với long thể mạnh mẽ, long nhan bình an, long bào sốt sắng. Là khi chúng ta cử hành thánh lễ, chúng ta thờ phượng Chúa để năm mới này quý cha và cộng đoàn giáo xứ chúng ta bay cao hơn, bay xa hơn trong ân sủng của Chúa và trong ân nghĩa của Ngài. Con kính chúc đầu xuân năm mới chúc bình an, chúc luôn tuổi trẻ chúc an khang, chúc sang năm mới nhiều tài lộc, công thành danh toại, chúc vinh quang. Kính chúc quý cha thánh thiện, khôn ngoan và khỏe mạnh. Kính chúc quý ông bà cố và cộng đoàn sống lâu sức khỏe, trẻ mãi không già, yêu thương thuận hòa, cửa nhà sung túc, hạnh phúc an khang, ơn trên thương ban, suốt năm may mắn, làm ăn phấn chấn, phúc lộc thọ tài, ông bà hưởng trọn. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bàn thề với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu khổ đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Pilato, Người chịu khổ hình và mãi tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh, Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Trời.
Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin hội thánh duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha quyền năng hằng yêu thương, chăm sóc con cái Ngài. Trong tâm tình hân hoan của ngày đầu xuân, chúng ta đến trước nhan Thiên Chúa và thiết tha dâng lên những lời cầu nguyện. Thiên Chúa là mùa xuân vĩnh cửu của nhân loại. Xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh Việt Nam luôn hiệp thông và nhiệt thành với sứ vụ đem Chúa xuân đến cho mọi tâm hồn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh em hãy vui luôn trong Chúa. Xin Chúa cho mọi người trên đất nước Việt Nam thân yêu được vui hưởng mùa xuân thái hòa và luôn sống mạnh khỏe hạnh phúc trong suốt năm Giáp Thìn này. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trước hết hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người. Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta trong năm mới này biết tăng cường hiệp thông, đào sâu đức tin và nhiệt tâm thực hành lời Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong ngày đầu xuân mọi người đều chúc nhau những điều tốt đẹp. Xin Chúa chúc lành cho mọi người đang hiện diện nơi đây, giúp mọi người chúng ta luôn biết tín thác vào tình thương quan phòng của Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xuân đã về trên quê hương đất nước chúng con, và lạy Chúa chúng con vui mừng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện đầu xuân. Xin Chúa giúp chúng con khi vui đón xuân mới cũng nhận ra Chúa là mùa xuân đích thực và vĩnh cửu cho nhân loại chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xuân xin dâng lên Cha có hoa hồng vườn xanh mới nở. Ngày xuân xin dâng lên Cha tiếng ca tràn đầy nghi ngờ. Ngày nắng heo ăn lúc mưa xa, ôi giờ này đã qua. Sớm trời ngàn hương mơ nồng nàn, dâng đầy tràn.
ơi, ước mong cuộc đời thắng lời. Nguyện Chúa trên trời Chúa đồng hòa cho người hòa tiên ca. Xin trời gọi nắng xa về gần, gian trần nồng ấm tình xuân. Ngày xuân dâng lên là dâng xin anh chị em cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi thay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và ngợi cho chúng ta cùng toàn thể mọi thánh người. Lạy Chúa, Chúa đã trao cho loài người chúng con trách nhiệm trông coi vũ trụ. Nay chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa những lễ vật đầu xuân, chọn lựa trong tinh hoa của ruộng vườn. Xin cho chúng con không ngừng cảm tạ tri ân và chu toàn sứ mệnh làm chủ trái đất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em và ông cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sáng tạo muôn loài trong vũ trụ và sắp đặt cho thời tiết bốn mùa thay đổi nối tiếp nhau. Riêng con người Cha đã tác tạo nên giống hình ảnh Cha và cho điều khiển mọi công trình kỳ diệu trong hoàn vũ, để họ thay quyền Cha làm chủ mọi loài. Và khi chiêm ngưỡng những kỳ công Cha đã thực hiện, họ hát mừng và ca tụng Cha luôn mãi, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chính vì thế chúng con dâng lời cảm tạ Cha và cùng với triều thần thiên quốc tuyên xưng Cha là đấng toàn năng và vui mừng phấn khởi tung hô rằng: màn hình trình chiếu. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.
Công bậc thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cân trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Cha Phụ ta Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho Thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, 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 amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sống, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sơ dơ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an,
Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì công quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Niềm vui bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, phúc những ai được mời dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đến thiên đàng nhà của con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con chuyển sạch cho. Cuộc đời bon chen giữa muôn con người, cùng niềm lo lắng áo cơm bằng tiền. Này người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gặt chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát sương cùng hoa, thấy lũ chim nó hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì tìm
Này bạn ta quý hơn là loài chim đóa hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi. Ngày ngày cầu xin dũng sữa cha dạy, hằng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, mến quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi, phúc ân vinh dự, giữ phần của cha tác sinh muôn loài. Thờ thiện thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài. Lo gì ngày mai mai sẽ lâu, lo gì bằng chi ăn luôn chi, lo gì tìm cuối công chính cha, lo gì tìm cho ta nước cha. Hoa mồ côi đất hoàng, hoa lệ kinh nước khô, bàn tay trai cần lao lòng vui. Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành, để đường ủy cho chứng cao sang nhiều. Phụng sự vì cha thánh lễ là đây, đám đơn chưa ban cho con người để vun tưới. Mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu, là làn hương thơm trước tôn nhan Ngài. Việc làm của ta khúc hát ngợi ca, hãy mến yêu cha luôn tâm hồn luôn xác ta. Lo gì ngày mai mai sẽ lâu, lo gì mặc chi ăn luôn chi, lo gì lo tìm tìm cuối công chính cha, lo gì lo cho ta nước cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhân dịp đầu năm mới, chúng con đã được dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Chớ vì nguồn sinh lực thần linh này giúp chúng con ngày nay sống sao cho tròn nghĩa với Chúa, và chúng con được Chúa che chở giữ gìn trong suốt năm mới này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, thế đã là chiều mùng 1 Tết, một chiều xuân thật ấm cúng thân thương mà anh em linh mục chúng tôi cùng với bà con dâng lên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha cho năm mới này. Và mời cộng đoàn chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Sau đây cha Carolo Vũ Anh Quốc, như một giao lưu trong ngày đầu xuân, cha muốn chúc bà con điều gì đó. Chúng ta vỗ tay để chúc mừng nhau.
cha sở cho con được cái may mắn phúc được chúc quý ông bà anh chị em giáo xứ Hòa Hưng. Cha sở bảo tụng qua hôm nay tôi chúc nhiều quá rồi. Thì cha mới nói con thì con chỉ có chúc bằng bài hát con rồng thôi. Anh chị em nghe bài hát con rồng là nó ngắn lắm. Chào mừng xuân đang tới, năm rồng bay vô nhà mọi nơi, cầu bình an năm mới cho trần gian đông đầy tình thương. Năm Giáp Thìn ước ao cho đời ta càng bay lên cao, như con rồng cháu tiên cho tình cha tình mẹ an vui. Nãy chúng ta nghe là năm con rồng, rồng bay như là Thăng Long, là cái tên của một thời của thủ đô Việt Nam chúng ta. Thăng Long là rồng bay đó. Xin cho chúng ta được bay lên cao, về đường Thánh Đức, về tất cả công ăn việc làm, về tất cả mà chúng ta ước nguyện, được bay lên mãi mãi, bay cao bay xa như vậy. Thế thì ông bà chị em nghe, thứ nhất là nghe thiếu nhi hát trước ha. Đó là thiếu nhi hát. Rồi bây giờ ông bà anh chị em cùng con hát chung được không? Nếu ông hát chung thì vỗ tay ha. Bây giờ con mở nhạc giống như hát karaoke thôi. Vỗ tay ha. Chào mừng xuân đang tới, năm rồng bay vô nhà mọi nơi, cầu bình an năm mới cho trần gian đông đầy tình thương. Năm Giáp Thìn ước ao cho đời ta càng bay lên cao, như con rồng cháu tiên mong tình cha tình mẹ an vui. Chào mừng xuân đang tới, năm rồng bay vô nhà mọi nơi, cầu bình an năm mới cho trần gian đông đầy tình thương. Năm Giáp Thìn ước ao cho đời ta càng bay lên cao, như con rồng cháu tiên mong tình cha tình mẹ an vui. Năm Hương Thìn ước ao cho đời ta càng bay lên cao, như con rồng cháu tiên mong tình cha tình mẹ an vui. La 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 la. Cảm ơn anh chị em. Anh chị em vỗ tay, anh chị em khoái. Ai muốn xin tôi cho. Tất cả tâm tình đó là niềm vui của mỗi người chúng ta trong năm con rồng này. Tất cả những điều đó, đáng lẽ là mùng 3 Tết cha sở cho con dâng lễ, sáng mùng 3 con mới cho hát. Nhưng mà hôm nay cha sở nói rồi, thôi mùng 1 cho luôn. Ai muốn nghe nữa mùng 3 nghe tiếp. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn cha Carolo. Mời cộng đoàn chúng ta đứng. Chúa cùng anh chị em,
Xin Thiên Chúa là nguồn suối mọi phúc lành, ban cho anh chị em muôn ơn, tuôn đổ trên anh chị em dư tràn phúc lành của Ngài, và gìn giữ anh chị em suốt cả năm mới được hồn an xác mạnh. Xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em được vẹn toàn trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cậy, và cùng với lòng nhẫn nại thánh thiện được kiên vững đến cùng trong đức mê. Xin Thiên Chúa xếp đặt ngày tháng và công ăn việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài. Xin Ngài nhậm lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc, và thương dẫn đưa anh chị em đến sự sống muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Thánh lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.